bợ khách hàng rồi chạy váy cho cô dâu, chạy theo ba hầu chính lạy hết tất cả mọi thứ cho cô dâu, rồi vui vẻ hòa đồng nói chuyện với cô dâu. Chắc mọi người đang nghĩ một cái hình ảnh của mình là con người như vậy đúng không? Thật ra thế này nè, mình có một công ty, mình sở hữu một công ty có rất là nhiều nhân viên. Tất cả những cái việc ví dụ như là thắt khe cô dâu chú rể, chỉ cho cô dâu chú rể từng ly từng tí, mình có thể làm màu đưa cho nhân viên làm. Nhưng mà cái tính của mình nó không giống như mọi người ở chỗ là thật ra thì mình thiên về cảm xúc nha. Ví dụ như là những cái hành động của cô dâu với chú rể, ba cô dâu với chú rể, tất cả mọi thứ thường là mình đều muốn can thiệp vào hết. Từng ly từng tí như vậy thì nếu mà một bạn đó nhìn vô nói ủa công ty lớn gì kỳ vậy mà sếp phải đi làm hết tất cả mọi thứ rồi chỉ, nhưng mọi người ơi, cái giá trị nằm ở đó đó. Thật ra thì những cái tiệc lớn á, mà khi mình làm việc với cô dâu chú rể á, thì nguyên một team chạy chương trình có đông người lắm, nhưng chắc chắn nếu ai đã từng làm việc với mình á thì mình làm hết á, từ cái việc kịch bản cho đến làm những công việc lặt vặt hay là điều âm thanh ánh sáng tất cả mọi thứ, rồi thậm chí là cả ban nhạc luôn nha, đánh nốt gì hay lên đi xuống, tất cả các bạn đã làm việc với mình thì biết. Thì thật ra thì khoảnh khắc nó trôi qua nó sẽ không bao giờ có thể cơ hội quay lại được, cho nên mình muốn là từng giây từng phút đó ánh sáng phải như thế nào, con người phải như thế nào, cảm xúc phải như thế nào, thì mình tin rằng là với kinh nghiệm của mình thì mình sẽ làm được điều đó. Chính vì vậy cho nên là mình sẽ làm những hành động đó. Còn nếu mà ai đó nhìn vô nói rằng là ôi công ty lớn thì phải có plan, phải có kế hoạch tất cả mọi thứ, tùy tùy vào cái công ty. Có những công ty nó sẽ thiên về một sản phẩm nào đó thì chúng ta chỉ cần có quy trình là được, nhưng có những cái ngành nghề nó đặc thù, đó là cảm xúc. Vậy thì bạn tin cái người mang lại cảm xúc cho bạn, người có thể hướng dẫn bạn để tạo ra được những cái khoảnh khắc cảm xúc, thì chắc có lẽ là người đó cũng không có quá nhiều. Mà nếu rằng là một người nhân viên nào đó mà có thể thay thế mình làm được điều này thì mình cũng sẽ khuyến khích các bạn khởi nghiệp, vì các bạn là những người tài năng. Khi mà tài năng như vậy thì mấy bạn sẽ mang lại được giá trị cho cuộc sống, cho chính bản thân bạn và gia đình bạn. Nói như vậy không phải là mình tôn vinh mình là người tài năng, nhưng chắc chắn mình là người tâm huyết, mình là người yêu nghề, và đặc biệt là mình là người tôn trọng khách hàng của mình. Chỉ cần khi khách hàng làm với mình rồi, nhiều tiền hay ít tiền mình không quan trọng, cái quan trọng nhất là sự hài lòng của khách. Đôi khi có những cái mình sẽ không chu toàn được hết thì khách giận, nhưng có lẽ là một bức tranh tổng thể thì chắc chắn là khi mà so những cái lỗi nhỏ thì khách hàng sẽ bỏ qua hết. Cho nên đôi khi mình nói là thần thái và sự quan tâm nó bỏ qua hết tất cả những lỗi lầm, đúng không ạ? Cho nên cô dâu chú rể này cũng vậy. Mà cái điều hạnh phúc của mình là sau khi làm xong, cái câu đầu tiên ngay tại sảnh là khách sẽ cảm ơn mình. Nhưng khi đi về, nhiều khi nửa đêm khuya hoặc là họ ngủ dậy rồi, câu đầu tiên Tứ ơi cảm ơn Tứ nhiều đã mang lại hạnh phúc. Và đó là giá trị hạnh phúc nhất mà với cái người theo nghề như mình cảm nhận được, rất là vui. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã xem những clip chia sẻ của mình. Và đây là clip mình trải lòng. Mình là Sam Anh Tứ, chuyên chia sẻ hậu trường của nghề trang trí cưới do chính mình thực hiện. Mọi người theo dõi mình nha. Cảm ơn cả nhà.